Trần sao âm vậy thì chúng ta cũng dọn dẹp nhà cửa chúng ta sạch sẽ, thì chúng ta cũng phải dọn dẹp cái bàn thờ để cho sạch sẽ, để tổ tiên cùng con cháu đón Tết. Bao sái bàn thờ có hai luồng quan điểm. Một quan điểm bao sái bàn thờ trước 2-3 Tết để đón ông công ông táo. Còn một quan điểm nữa thì công việc của các quý vị thuận tiện vào ngày nào thì chúng ta nên bao sái lau chùi vào cái dịp đó, toàn thể gia đình, rồi thì con cháu, ông bà, cha mẹ, người bao sái cái này, người lau cái việc kia, thì nó thể hiện cái sự đoàn viên, kết nối tổ tiên, ông bà, gia đình, đoàn kết, đầm ấm. Đấy nó cũng là cái nét đẹp để chúng ta cần lưu giữ. Trước khi bao sái thì chúng ta phải thắp hương, có một cái lễ nhỏ thắp hương lên khấn tổ tiên để xin phép. Đầu tiên thì chúng ta hạ những cái đồ thờ, vật dụng ở trên bàn thờ. Riêng cái bát hương thì chúng ta lưu ý là nên giữ cố định. Có nhiều chân hương thì chúng ta sẽ tỉa chân hương, thì chúng ta một tay giữ, một tay để chúng ta tỉa bớt lại 5 hoặc 3. 3 thì nó tượng trưng cho tam tài, còn 5 chân hương thì nó tượng trưng cho ngũ phúc. Để bao sái cái bát hương đầu tiên, sau đó thì đến những cái vật dụng khác bao sái xong hết thì chúng ta bắt đầu lại an vị. Cái nước để bao sái thì nó có nhiều loại nước, thì cái nước thanh thủy là nước sạch này, xong thì có nước ngũ vị hương chúng ta đun lên, một chút rượu chúng ta pha ra thì đập cái củ gừng vào. Chúng ta nên mặc quần áo kín cổ, kín tay, kín cổ, quần áo dài để tỏ lòng trang nghiêm, thành kính.